Từ từ. Đọc. Đọc ra mới đọc. Lộc, Lộc. Để đẹp lắm Lộc, ngay ngựa đẹp lắm Lộc. Bạn có xanh với lừng rồi đẹp. Dục đi. Đây. Đường trước hồ. Đi bên cái thang khác cũng được. Đập hồ nè. Gọi đò qua cây thông cô đơn. Trời, có đò qua nữa kìa. Qua cây thông cô đơn chụp hình đó hả? Nó check in cây thông cô đơn hả? Đường này đường đi gọi đò qua kìa. Qua đò. Đến đò kìa. Cái này hèn chi mấy ông xe phượt, xe gầm cao. Đẹp quá. Đẹp quá Lộc ơi. Gừng thông bạc ngàn. Ôi, quá đẹp. Bên kia là phải cỏ xanh kìa. Lộc đi cho chụp hình không? Đi đi con đi bên đó đi cho chụp. Cho quay con chụp. Thấy là thông không? Nhắn hai cha con thang thang con thang thang giữa đồi thông. Ôi ôi cái đội vẫn đẹp kìa. Wow. Wow đẹp quá đẹp ơi. Ôi ôi trong rừng nè. Hồi có mấy con tê giác bên kia là thấy không Lộc? Thấy không? Mấy con tê giác rồi Lộc. Tê giác.
hiền lắm, cho mình đụng chơi luôn nha Lộc. Mà có tổ chim khổng lồ hay gì vậy Lộc? Tổ lộc có chim nào đâu? Tổ chim khổng lồ rồi Lộc. Lộc quay tổ chim khổng lồ rồi Lộc. Mênh mông mênh mông, phải có hai cha con mình mới vui với đi lấy, đi lấy. Đây là cánh đồng mênh mông, giữa rừng thông mênh mông, chỉ có hai cha con thôi. Đây, đây giữa rừng thông mênh mông. Chắc luôn, hai cha con mình với mấy con tê giác kìa. Ôi một bầy luôn, một đàn tê giác luôn nè. Một đàn tê giác rừng. Trời ơi, xa xa là một đàn tê giác rừng, thấy không? Đó, tê giác rừng đang đi đó. Chắc tê giác rừng này nó bên bên một rừng chắc tiên ra quá Lộc ơi. Thấy không Lộc? Trước Lộc. Vậy nó thấy mình tới đâu nó đi tới đó kìa. Nó thấy mình đi lại nó đi tiếp rồi. Nó sủ nhé quá. Ôi, nó ghê, thấy không? Thấy tê giác không? Đó. Còn đây là cái gì đây? Đây là xích của tê giác. Đây, đây là xích của tê giác. Rồi rồi, đó, xích tê giác quá thật. Trời ơi, nấm gừng. Trời ơi, nấm đủ màu luôn kìa. Đây, đây là tê giác rồi. Xa xa thấy có nó đâu rồi, cho nó. Ủa, nó tiêu rồi. Ôi. Trời nó nóng thật. Trong đây nè. Wow. Mênh mông rừng. Lạc vô xứ sở. Rồi ok ok ok. Rồi Lộc ơi, nguyên đàn tê giác rồi Lộc. Leo lên tê giác cỡ Lộc ơi. Đó, thấy không, đứng xa đó thấy không? Nó mua một bầy tê giác luôn. Trời ơi. Trời ơi quý vị ơi. Phát hiện bầy tê giác gần nha quý vị. Trời ơi. Đây. Đừng đi vô gần phát hiện một bầy tê giác gần. Trời ơi nó băng qua kìa. Kìa nó chạy kìa. Ua. Ua. Đây. Đấy, nhà thám hiểm Thái Lộc đã phát hiện một bầy tê giác gừng. Đó này cậu mấy chục con tê giác gừng này. Của nhà thám hiểm Thái Lộc nha. Đây, đây là nhà thám hiểm Thái Lộc đây.
delay delay. Rồi có suối rồi kìa. Thôi có suối rồi, mát rồi đó. Nãy giờ tưởng không là bị giữa rừng không có suối khát nước quá. Đây một bầy tê giác rừng. À, tê giác đi miệng động luôn thấy không? Đi kiếm cái nhà thám hiểm. Trời ơi, nhà thám hiểm. Anh có cảm giác gì khi thấy một bầy tê giác còn quan còn nơi quan giả này nhà thám hiểm? Ồ đâu. Ồ nó đang nhìn mình kìa. Ồ ồ. Hô lè. Trời ơi, nhà thám hiểm chỉ cần chỉ cái là nó quay qua nó nhìn liền ha. Con tê giác này ngừng sừng nó mọc hai bên hả? Ngộ ha. Tê giác. Ừ. Quá. Đẹp quá. Rồi ở bên kia kìa. Một bầy tê giác nữa kìa. Trời ơi. Sao tê giác làm gì dữ vậy? Hả? Ôi, ướm đây là chụp hình đẹp lắm rồi Lộc. Xíu lại đây Lộc. Nữa, xíu đắng. Rồi à, nhà thám hiểm chụp hình được. Nhà thám hiểm gì đâu mà đưa cái bà kỳ quá thám hiểm ơi. Đây. Đây là giữa suối sông. Này chắc suối chạy xuống quá. Đứng này. Hả? Rồi để đi. Rồi. Thôi, đây là giữa đây nó có cái gì đẹp quá vậy? Ngộ vậy. Cái này là cái gì đây? Giống cái GoCost hồi xưa quá vậy. Ôi. Rừng thông bạc ngàn. Rồi trong đây mà cắm trại là hết ý luôn á ha. Ta vô ta cắm trại hết ý luôn. Trời ơi nè Long. Long tự nhiên giữa có cái bồn lên có mấy cái cây nè Long. Đưa ra đẹp ghê không? Mát rồi. Trời trong xanh mây trắng. Ôi dồi ôi, mấy con tê giác kìa. Cái này qua được không? Không xuống. À, coi chừng. Mình vừa được đi qua một cái cầu. À, một cái cầu vĩ đại. Cầu delay. Cái cầu vĩ đại. Đây một đàn tê giác. Rồi sao đây tê giác nhiều dữ vậy ta? Vậy mày nói tê giác có quý hiếm gì đâu, thấy quá trời luôn rồi ta. Nó đâu? Trời ơi. Trời ơi, bển người ta cắm trại kìa. Thấy không? Cái đồi cỏ đó. Ôi, tê giác theo lên nè. Bạn cảm thấy đi giữa cánh đồng cỏ mênh mông và giữa rừng thông như vậy thì cảm thấy thế nào Thái Lộc? Rất là sủng nghe hả? Gì vậy? Tự nhiên người quay phim rất là sủng nghe là sao? Ôi ôi, cái này là cái thành đá gì nè hồi xưa nè. Đây nè. Cái thành đá hồi xưa nè, thấy chưa? Sủng nghe. Ôi, cái này có chừng lạng quạng khảo cổ là có cái gì đó đó.
gọi đỏ ơi. Quá wow. Vậy thôi hả? Đẹp quá. Cái này đẹp là nhờ có mấy con dâu nè. Ôi cái này là cái thành cổ vậy nè ông ơi, đây nè. Đây nè, thấy không? Không có gì hết trơn á. Không có đâu, cái này là cái di tích gì đây nè. Nè, thấy chưa? Đá là đá xưa không nè. Đi. À thì ra đây là cây thông cô đơn, là có một mình nó thôi. Vậy là cô đơn là có một mình đó phải không? Nó đứng giữa, nó đứng giữa đồng cỏ ra vào bãi và một cái hồ nước mênh mông. Ở bên đây là một rừng thông, còn bên đây là một cây thông, và bên đây là một nhà thám hiểm Thái Lộc. Rồi chạy đi, chạy hấp sinh, chạy cây thông cô đơn này. Mình phải đứng xa mình chụp mới đẹp lắm ơi.
Ôi. Chị, đi từ từ thôi. Vậy về đúng không? Cái già thiên hùng. Vậy về không? Đang rồi, chào bye.